bus. Nếu không được chạy nhảy trong thang máy đâu, rất nguy hiểm đấy. Một, hai, nhảy. Ba, bốn, nhảy. Năm, loài động vật nhỏ. Chạy nhảy cùng nhau, năm động vật bé nhỏ xinh đây. Đang đợi thang máy mở cửa ra. La, 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 la. Kia chuông cửa reo rồi, thang máy mở ra. Bú, 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 bú. Giỏi lắm Liều. Giữ đồ chơi cách xa cửa thang máy để không bị kẹt còn nhé. Liều, con cần phải mặc quần áo vào. Con là người tiền sử tí hon, con không mặc quần áo đâu à. Làm theo mình nhé. Từ từ bị từ từ nó
người tiền sử nhỏ cũng cần phải mặc quần áo vào. Vâng, con biết cách mặc quần áo rồi ạ. Wow. Hả? Mẹ, con sợ. Đừng lo lắng, sẽ ổn thôi. Con nhìn này, chúng ta đều đang ở cùng nhau, cùng với Gray nữa. Kìa, vì sao nhỏ lấp lánh ơi, hãy nói cho tôi bạn là gì? Ở mãi xa xa trên bầu trời, sao sáng lung linh như kim cương này. Wow! Kìa, vì sao nhỏ lấp lánh ơi, hãy nói cho tôi bạn là gì? Wow! Tối quá đi. Kìa, vì sao nhỏ lấp lánh ơi, hãy nói cho tôi bạn là gì? Ở mãi xa xa trên bầu trời, sao sáng lung linh như kim cương này. Kìa, vì sao nhỏ lấp lánh ơi, hãy nói cho tôi bạn là gì? Khi trời tối và con thấy sợ, hãy nghĩ về những điều vui vẻ và những khoảnh khắc hạnh phúc. Cuca, cuca. Wow, con không thấy sợ nữa rồi. Bụi bẩn ở xung quanh đây, bụi bay khắp nơi kia rồi.
nhờ bụi bẩn quá chúng đang ra ngoài. Tránh ra đi, đi đi. Bụi bẩn đuổi theo chúng ta, bụi bay khắp nơi kia rồi. Thật nhiều bụi bẩn đang tới. Robot hút bụi giúp chúng ta. Nào cùng nhau ta hãy hút bụi sàn sạch sẽ. Dừng lại. Nào cùng nhau ta hãy hút sạch cầm tù nữa. Bắt được rồi. Đừng đi cho nữa, hãy quay trở lại đây. Dừng lại. Đừng đi cho nữa, hãy quay trở lại đây. Bắt được rồi. Đừng đi cho nữa, hãy quay trở lại đây. Dừng lại. Đừng đi cho nữa, hãy quay trở lại đây. Bắt được rồi. Bắt được rồi. Bắt được rồi. Hả? Nào trốn
bánh bông đây. Đỏ, vàng, xanh dương và xanh lá. Wow, bạn thích màu gì đây? Oh.
dừng lại đi mà, tớ không thở được đâu. Âu âu âu, lăn tròn lăn mãi, chứ không lâu khiến giờ nghịch ngợm. Âu âu âu, âu không âu phi rách, dùng chiếc miệng quay răng sắc nhọn. Bạn giúp mình bắt qua chân, chân không lâu khiến giờ nghịch ngợm. Con nên cẩn thận khi đi trong nhà tắm nhé. Vâng ạ. Đây là khủng long đuôi chì. Ngủ ngon con yêu. Mẹ yêu ngủ ngon. Hư kia một quái thú ở đây. Hư kia một quái thú ở đây. Ồ, mình nhìn thấy quái thú đang bay lên bay xung quanh. Thật là sợ quá, quái thú đang đuổi theo tôi. Mình thấy đang sợ, ôi không không. Quái thú thật to. Ở đây a chú a hu hu kia một quái thú ở đây. Ủa, mình nhìn thấy quái thú đang đi khắp xung quanh. Thật là sợ quá, quái thú đang đuổi theo tôi. Thấy sợ đang sợ ôi không không. Quái thú kia thật to. Quái thú ở đây, chú a hư, hư nhìn kìa quái thú ở đây. Mình là quái thú rất đáng sợ, chạy đi thật nhanh, quái thú khổng lồ đây. Hãy xem ta đây, xem ta đây, quái thú đây sợ chưa? Một con quái thú thật là to. Là con ạ. Không có con quái thú nào cả. Có một bạn khủng long bé xinh xinh,
đừng leo lên cao đấy nhá, rất nguy hiểm đấy em. Bút màu, con muốn bút màu. Được rồi, nhưng hôm nay chỉ mua bút màu thôi đấy nhá. Con muốn đồ chơi. Nhưng chúng ta đã đồng ý chỉ mua bút màu thôi mà con. Con muốn mua tất cả chúng. Neo. Xe đồ chơi, hãy vẽ cùng nhau nào. Em thích chơi cùng với chị. La la la, đồ chơi có rất nhiều. Muốn thú kia và thú này nhỉ kia, ôi thật thích nha. La la la, đồ chơi có rất nhiều. Nếu ta có tất cả thứ này thì bạn có thấy vui không? Khối xếp hình, xe đồ chơi, có rất nhiều đồ chơi. Chỉ muốn chơi với bạn của mình. Gray, chị đang ở đâu? La la la, đồ chơi có rất nhiều. Nếu ta không có bạn chơi cùng thì mình chẳng còn vui nữa đâu. La la la, đồ chơi. Con đã quyết định xong chưa? Rồi ạ, con không cần đồ chơi nữa. Vẽ với Gray thú vị hơn rất nhiều ạ.
Em ngoan của mình trốn đi đâu rồi? Mau đi tìm nào, em đang ở đâu vậy? Có anh bên cạnh chăm sóc em này. Bum dia da bum dia da bum dia da. Hãy tha cho em. Bum dia da bum dia da bum dia da. Đã xong. Em ngoan của mình trốn đi đâu rồi? Kia, kia. Mau đi tìm nào, em bé đã ngủ. Có anh bên cạnh, hãy mơ thật đẹp. Bum dia da bum dia da bum dia da bum dia. Bum dia da bum dia da bum dia da bum dia. Con đã biết cách chăm sóc em bé rồi. Ồ, giỏi lắm, Neo. Đây là máy bán trứng hạnh phúc. Khi nào con thấy chán nản, hãy lấy một quả trứng và mở nó ra nhé. Wow! Con cảm ơn mẹ. Nhìn kia là một chiếc
tớ rất là bực mình. Xoáy, xoáy. Tớ rất là vui. Mùi thơm quá đi. À, là bọc ngô. Hả? Bạn có thích vị dâu tây không? Này bơ biêu mềm, hạt ngô ong vàng, trộn đều lên, trộn đều lên. Tiếp theo ta cho đường, thêm chút siro dâu vào. Hop hop hop, hop 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 hop. Wow, là màu hồng. Bồng ngô sắc hồng, bồng ngô sắc hồng, mình cùng lắc, mình cùng lắc. Thêm con thơm ngon lên nào, rất ngon nhé bạn. Yum yum yum, yum yum yum. Được rồi, chị biết quá. Này bơ béo mềm, hạt ngô ong vàng, trộn đều lên, trộn đều lên. Tiếp theo ta cho đường, thêm chút siro vào. Siro Việt Quân. Hop 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 hop. Wow, xanh nước biển. Bồng ngô xanh nước biển, bồng ngô xanh nước biển. Mình cùng lắc, mình cùng lắc. Thêm con thơm ngon lên nào, rất ngon nhé bạn. Yum yum yum, yum yum yum. Hả? Sao vẫn còn nhiều người thế nhỉ? Một chút, chúng ta sẽ ăn khi mẹ quay lại nhé. Ngày thật vui trên khay, ba chiếc bánh xinh, một chiếc bánh không.
nó sẽ ngon hơn nếu ăn với những thứ này. Cùng làm chiếc bánh, một chiếc bánh vòng. Cùng làm chiếc bánh, một chiếc bánh ngon lành. Yummy yum yum yum, yummy yum yum yum. Thật là tuyệt bánh vòng màu sắc. Cảm ơn vì đã đợi mẹ. Các con giỏi lắm. Nha sĩ ngay để làm sạch răng. Làm sạch răng ư? Thank you.
chưa xong đâu. Em phải bôi thêm một lớp bảo vệ răng nữa. Mình là nha sĩ tu lu tu lu. Mở miệng thật to lên a a a a. Bạn cần bôi chút fluorine. Thật tuyệt bạn được bảo vệ răng. Răng của mình khỏe mạnh sáng bóng. Răng của mình sạch và trắng hơn. Chi. Cháu cần đánh răng sau khi ăn kẹo và cũng phải đi khám răng định kỳ đấy. À, vâng ạ. Wow. Wow. Hamburger, tôi sẽ giúp cho bạn thật tuyệt cùng với nước sốt. Hãy tới đây nhanh lên nào bạn, thêm nước sốt thơm ngon này vào. Tôi sẽ giúp cho bạn thật tuyệt. Hey yo, hey yo, hey. Cluck 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 cluck. Bây giờ xe bạn đã đầy thương cả thơm ngon. Tạm biệt. Hãy tới đây nhanh lên nào bạn, một chiếc xe bánh vòng. Tôi sẽ giúp cho bạn thật tuyệt cùng với nước. Không sao đâu. Chỉ lấy một ít thôi nhá. Vâng ạ. Wow.
4, 5. Yeah. Oh, con đã cắt hết đồ chơi rồi. Giỏi lắm.